Bác sĩ Ngô Bá Định và Nguyễn Gia xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng VBS trên băng tầng 57.6 và trên hệ thống Galaxy 19, và trở lại với chương trình diễn đàn y khoa đó. Thì Nguyễn Gia rất là thành thật, đây là một cái chương trình diễn đàn y khoa, nhưng mà đây đó, nó là những cái tin tức rất là nóng hổi mà để mà muốn chia sẻ và chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Thì thưa bác sĩ xài cái danh từ Nguyễn Gia rất là thích là định kiến. Dạ vâng. Là khi một cái định kiến của mình á, nó nằm sâu trong cái tâm óc của mình rồi đó, thì không có gì xóa bỏ được. Thì cái Facebook này á, nó mang những cái định kiến đó để mà vô, để mà làm cho gây rối và mất cái tư tưởng suy nghĩ của trong người chúng ta. Và xin bác sĩ tiếp tục. Dạ vâng, thì mình muốn nói nhanh về đây, về những cái fake news về coronavirus, nói tưởng là nói về tin tức y học, y khoa, kiến thức, mà thật ra nó lại pha một tí sắc màu về vấn đề chính trị thời sự vô, mà gây ra sự chia rẽ bởi những cái mà social media, mà những cái nguồn mà họ thật sự họ có cái ý đồ chính trị, có ý đồ mà phân tán, cái ý đồ mà phân hóa và chia rẽ của đất nước chúng ta nói chung và cộng đồng Việt chúng ta nói riêng. Ở đây tôi đã có một cái list khoảng chừng hai mươi mấy, ba mươi mấy cái actor mà những người này đa số là ở Việt Nam, có một số bên Mỹ, có một số ở bên Úc, một số bên Canada, chưa thấy bên Châu Phi. Bên người Nga, người Tàu, người Bắc Hàn, người Iran, họ có khắp nơi hết. Ở bên Châu Phi có luôn, khi mình trace ra nó trở lại cái nguồn trung tâm đầu não của nó là bên bên Bắc Kinh và bên Moscow hay là bên Bình Nhưỡng. Thì rất rất ư là nhiều bad actor phone để mà chia rẽ phân hóa đất nước Hoa Kỳ, và những cái đất nước nào mà thù địch với Hoa Kỳ mà không thích hợp chủng quốc Hoa Kỳ, hợp chủng quốc là những người mà di dân tới đây, có người đến người trước người sau, anh đến trước không có nghĩa là anh có được cái quyền entitled, đặc quyền hơn người đến sau, mà anh khinh thị coi thường hay là rúng rẻ người đến sau, cái đó là người không có được tốt, người không có cái sự nhân tính ở trong, không có cái nhân bản trong đó, không có cái sự trong sáng trong đó. Thì mà khi mà mình tới đây là mình ăn welfare, mình ăn food stamp, mình có Bell can, mình đã được trợ giúp để mà mình thành tài, mình có công ăn việc làm, cha mẹ mình hiện giờ cũng đang ăn Medicare, Medicare và ở housing, mà mình một người bác sĩ đã nhờ vào những người bệnh nhân là có Medicare, Medicare để mà làm có tiền để mà trả cho những mortgage cho cái nhà mấy triệu đô, mà không nỡ lòng nào mà lại nói là tôi không thích những người mà di dân, cho dù là hợp pháp hay không khác tôi cũng không thích, tại vì họ tới đây họ lười biếng, họ chỉ ăn hết tiền của tôi. Mà thật ra nhiều khi anh đó anh lấy anh khám bệnh, nhiều khi anh lấy tiền cash hơn là mấy cái tiền ấy nữa, mà anh có đóng thuế gì đâu. Mà cho nên mình không nên có thái độ mà đi trước mà khinh thị người đi sau, Đúng rồi. qua cầu dứt đốt ván, Rút ván, dạ. hay là nói một cách nặng hơn là ăn trái, là nói Ăn đúng cao là đa bát. cái đó thì hơi nặng, thì nói ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Mình là những người di dân đi tới đây trước, cho nên nếu mình làm vậy với những người di dân mà legal nha, đến đối với tôi rất là phản đối vấn đề mà di dân mà bất hợp pháp, bất hợp pháp, tại vì cái đó là không tốt, cái đó cái gì mà không đúng luật pháp là tôi không thích. Nhưng mà có những trường hợp không, đặc biệt quá là những em nhỏ mà đi theo cha mẹ theo bất hợp pháp, rồi sau này các em lớn lên các em đã đóng góp cho Hoa Kỳ này nọ, thì cái đó là cái vấn đề nó nằm trong cái vùng xám, đứng ở phía này mình thấy như này, đứng phía kia như kia. Nhưng mà sáng nay là Quốc hội đã đưa ra cái quyết định là DACA đây, tức là những cái dreamer đó, là những cháu nhỏ ngày xưa đi nhỏ nó đâu có biết gì đâu, nó qua đây bây giờ nó, nếu mà họ trở thành những người công dân tốt, đóng góp đi làm, và có những người nằm trong West Point, có những người phục vụ trong quân đội, Đúng vậy. thì những người đó thì tôi nghĩ nếu mà cha mẹ họ không làm những gì mà ghê gớm này nọ thì mình nên, nhưng mà tôi rất không thích cái vấn đề mà qua đây vấn đề mà illegal đó. Bây giờ trở lại vấn đề mà chia rẽ, mình nói hơi hơi dài dòng, khi mà cái gì mà về chính trị đó thì có lúc bức xúc và mình nói, nhưng mà khi mà bà con cô bác
mà nó vương vấn nhiều quá thì tôi hay thách một cái shortcut nhanh này. Kính thưa các bậc trưởng thượng, anh chị em và các bạn, hãy xin cho tôi phép ra khỏi cuộc mạn đàm về thời cuộc, thời sự xã hội, nếu không nói là có tính cách chính trị này. Vì nếu anh em chị ta, anh em chúng ta, bạn bè chúng ta bất hòa xung đột, đấu đá nhau thì tay ác nhân Putin hoặc Tập Cận Bình hoặc là Kim Jong-un sẽ điềm nhiên vui sướng, khoái trá đắc ý. Vì anh em chúng ta, những người công dân và những người thường trú nhân ở Hoa Kỳ đã rơi vào cái bẫy tàn độc thâm hiểm nhằm chia rẽ chúng ta, huynh đệ tương tàn, nồi da sáu thịt, sáu thịt xin trân trọng. Thì thường thường thì quý bà con cô bác ơi, nếu mà những cái fake news đó rõ ràng là muốn chia rẽ phân hóa để mà làm cho anh em chúng ta giết nhau, thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Đừng có nên thấy những cái fake news như là tin tức Việt Nam, Thanh Niên Online, những cái đó là nó không, những cái đó là nó đưa ra sự chia rẽ vô cùng. Chẳng hạn như nhiều cái tin là nói là những người đi nói là những người nào mà giết những người biểu tình này nọ đó, để mà làm, hoặc là những người đi biểu tình mà đi giết người khác, chẳng hạn như hai mẹ con gì mà ở cái tiệm mà nail spa thì mà bị giết mà nằm ở Orlando, thành ở tiểu bang California. Nếu mà gọi cảnh sát thì gọi cái số nó nằm thuốc gì bên trên Philadelphia, mà cái chuyện đó không có. Mà rồi chuyện hai chị gì ở trên tiệm vàng ở trên LA mà bị giết, fake news quá nhiều. Quý vị nếu mà được, mình nhắm thấy những cái đài truyền hình mà họ có cái khả tín đó, chẳng hạn những cái báo mà quý vị đã chọn một cái báo nào thấy nó rõ ràng qua năm tháng mà nó có khả tín, mà có uy tín, mà đáng tin. Có khi họ sai, nhưng mà không sai đến mức mà cố ý mà tàn độc, mà ký hại người, mà ký mà tẩy não nòi sọ người, thì mình chọn một cái đó mình cứ coi hoài, chứ không có nên đi tìm trên YouTube, Facebook những cái tin mà cái người đó không biết ở đâu, không có tên, không biết có nguồn gốc, nhưng không đúng rồi không. Cái gì mà không có nguồn gốc mà bấm vô cái house, cái nhà của cái người đó, hoặc cái wall của người đó trên Facebook hay trên Twitter hay là trên Yahoo đó, YouTube đó, Yahoo group, quý vị click vô đó mà thấy toàn là những cái hình vớ va vớ vẩn mà không có nói gì người đó, là quý vị biết là họ là những bad actor, là những cái người mà chuyên môn mà khuếch tán, những người mà chuyên môn mà gọi là traffic without immunity đó, là họ cố ý để hại dân chủ tự do, hại những cái tinh thần mà công bằng, công lý của loài người chúng ta, là chia rẽ, đưa đến đấu đá, giết nhau. Mà cái này là những chuyện mà giết người không giết nhau, anh thấy không? Vì những cái giận dữ ở những cái nguồn tin đó, những sự niềm tin mà định kiến về về thời sự đó và chính trị đó, mà anh em giữ khác nhau. Mình có cái chị đó ngồi, chị nói mà chị khóc tả tơi, mà hai bố con nó hai năm mấy ba năm nay nó người nào về nhà đó, người đó vô trong phòng không có nói chuyện với nhau nữa đó. Bây giờ cái là Father Day sắp đến, bây giờ mình có một người bạn cũng, cô tên Crystal, mà cô muốn nói chuyện với người bố mà nói về một cái vấn đề mà cổ tin đó, của người trẻ đây đó, mà có nói không được. Mình xin hỏi anh Nguyên Doanh, anh có nói chuyện với các con của anh không? Nguyên Doanh đang chờ đợi cái câu hỏi của bác sĩ đây. Thì ngay trong gia đình của Nguyên Doanh đây, đó, thì các cháu, thì tôi có hai cháu nó cũng lớn rồi, cũng vì cái fake news này. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ, thành ra có nhiều khi đó bố con nó bất đồng ý kiến, có cái định kiến, con có định kiến khác, mình có cái định kiến khác, mình cứ suy nghĩ, nhưng mà mình không có thể nói là nó sai là mình đúng, hoặc là mình đúng nó sai, đúng. Nhưng mà nó bất hòa từ trong gia đình đó. Cái chị tội chị, người mẹ mà người vợ mà chị ngồi, tôi không biết làm sao đây bác sĩ ơi, hai bố con nó hả, hai năm mấy nay nó làm không nhìn mặt nhau, không ăn cơm với nhau, nhà gia đình tôi không có một cái bữa cơm gia đình. Bây giờ ngày Father Day sắp tới là làm sao đây, mà không có, phải có sự cảm thông. Như anh ruột của tôi nè, và các bác các chú của tôi, những người mà huynh trưởng mà ngày xưa học ở Business Key hay là La Santa Fe này đó, họ đọc có những nguồn tin khác, tại vì thứ nhất là đọc tiếng Anh nó không có chạy, cho nên đa số là coi những cái nguồn tin tiếng Việt. Mà các cháu ở đây làm sao đọc tiếng Việt, các cháu chỉ nghe những đài mà đài mà nói tiếng Mỹ mà thôi. Đó thì
Thì như nếu mà mình chọn được cái đài mà nó có chính nghĩa một chút xíu, mà nó đứng đắn một chút xíu, mà nó không có đi về hướng mà cực đoan quá đó, thì nó đỡ hơn. Chứ còn mà mình chọn một cái đài mà nó really nó có một cái định kiến và một cái mưu mô mà để mà làm việc cho một nhóm đoàn phối hợp nào, mình thấy rõ ràng là nó nói để mà đưa mình về cái hướng đó, thì chẳng may mà hai bố con mà người trong gia đình hay là bạn bè, hay là mình nhớ nha, có một nhà thờ, bạn tôi làm ở nhà thờ, trong một nhà thờ đó mà hai cha bây giờ không nhìn thẳng vào mắt nhau mà không nói chuyện với nhau, hai cha đó cùng là... vậy vì những cái định kiến về thời sự và chính trị, cho nên quý vị phải thương lẫn nhau. Các cháu cũng phải nhớ đến cha mẹ, ông bà mình, họ là những người đi có những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm mà đau thương, mà gọi là máu lệ đó, mà bị đàn áp, mà bị bạc đãi, bị tù đội, bị mất hết, mà suýt nữa bị chết. Mà chính những người đã vượt biên, những người đã bán thân, là phải hy sinh cái thân mình, phải là thí mạng mình trên tàu, trên biển hay là những cái đường bộ đó, để mà đến một đất nước có tự do dân chủ và cái có hiến chương, có pháp trị đàng hoàng. Chúng tôi rất là sợ những người độc tài, rất sợ những người mà làm những chuyện mà không tôn trọng pháp luật. Cho nên có những cái trải nghiệm khác nhau đó, chúng ta phải cảm thông cho nhau. Các cháu cứ đừng có khinh thị mà coi thường cái kiến thức Anh ngữ của các cha anh mình, mà nói là you don't know anything, you just read a Vietnamese news. No, có những cái tin tức Việt Nam rất là chính nghĩa, rất là trong sáng. Cho nên quý vị, quan trọng nhất là quý bà con cô bác ở khoảng trên 40 mấy, 5 mấy, 6 mấy, 7 mấy trở lên đó, chúng ta phải lựa một cái nguồn nào mà chúng ta đã theo 5 tháng, ít nhất là 5-10 năm nay mình thấy nó vẫn còn đứng vững, mà vẫn là nói những cái chuyện mà không có nói những chuyện trên trời dưới đất, những chuyện mà quá cực đoan, mà có những mưu toan thấp hèn, thì quý vị nên chọn một đài và nghe đài đó thôi. Đã thấy rõ ràng người này là người có đạo đức, người đó không có làm những chuyện mà mờ ám, mà thâm độc, thì mình cứ chọn một đài, chứ đừng có đọc nhiều quá. Tôi có một cái list khoảng chừng gần trên dưới 30 cái tin. Trời ơi, nói những chuyện mà nói chuyện gì mà mình nghe mà mình thấy lắc đầu luôn đó. Vậy mà cũng có những người tại vì buồn quá, cô đơn quá, ở nhà Covid-19, mở lên là cứ tìm YouTube, Facebook News mà đọc. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và sau một vài thông tin thương mại, bác sĩ Ngô Bất Định và Nguyên Doanh sẽ trở lại với chương trình diễn đàn đi qua. Xin cảm ơn quý vị.